Kính thưa quý vị, trong bài phát biểu của ông Lương Chính Anh, ông đã cảnh báo với những người biểu tình ủng hộ dân chủ là họ đã tạo tình trạng vô chính phủ ở trung tâm tài chánh. Ông Lương Chính Anh đã tìm cách củng cố sự ủng hộ cho mình trong bài phát biểu về chính sách đầu tiên của ông kể từ sau các cuộc biểu tình đã làm rung chuyển thành phố vào năm ngoái. Ông Lương Chính Anh đã tỏ ra không khoan nhượng trên vấn đề bầu cử. Ông lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra hỗn loạn và khẳng định rằng sẽ không có vấn đề đi lệch đường hướng mà Bắc Kinh đã quy định. Ông còn mỉa mai là không biết những người đòi hỏi dân chủ có hiểu cách vận hành của thuộc địa cũ của Anh quốc khi trở về với sự lãnh đạo của Trung Quốc hay không. Ông Lương nhắc lại, quyền lực ở Hồng Kông bắt nguồn từ lãnh đạo trung ương của Bắc Kinh và Hồng Kông được hưởng một quyền tự trị cao, chứ không phải quyền tự trị tuyệt đối. Ông Lương còn nhấn mạnh là giới sinh viên vốn đi đầu trong phong trào biểu tình phải được định hướng về một sự hiểu biết tường tận về các mối liên hệ giữa Hồng Kông và Trung Quốc, hầu tránh mọi tranh luận vô bổ. Trong một bài phát biểu thiếu những sáng kiến lớn, ông Lương đã tập trung vào các vấn đề bánh mì và bơ, bao gồm nhà ở của một chủ đề bất hủ quan trọng tại Hồng Kông, và nói rằng ông sẽ tìm cách đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp đất để cải thiện khả năng chi trả trong một trong những thị trường nhà đất đắt nhất thế giới.